kính chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động, những ngày đầu tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, sau một thời gian giảm, thậm chí là giảm sâu, những ngày gần đây giá nhiều loại rau củ quả tăng trở lại. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của chương trình. Trước hết mời bà con cùng các bạn điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ được 365 ngày chuyển động chuyển đến bà con trong chương trình hôm nay. Tìm hiểu mô hình trồng bó xôi theo hướng hữu cơ, hiệu quả khả quan của một nhà nông ở phường 7 thành phố Đà Lạt. Huyện Đạ Oai phát triển 5.000 hecta nông nghiệp công nghệ cao. Đơn dương phát triển các loại cây trồng vật nuôi thế mạnh, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Để hạn chế những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã được triển khai. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một mô hình trồng rau bó xôi theo hướng hữu cơ. Thưa bà con, hiện nay ngoài giá cả cạnh tranh thì nông sản an toàn chất lượng cũng là yếu tố rất được người tiêu dùng quan tâm. Để đáp ứng những yêu cầu đó, nhiều nông hộ ở Lâm Đồng đã đầu tư trồng rau theo hướng hữu cơ. Hiệu quả thực tế sẽ được phản ánh qua một mô hình trồng bó xôi theo hướng hữu cơ ở phường 7 thành phố Đà Lạt ngay sau đây. Nhà nông Nguyễn Văn Quang ở phường 7 thành phố Đà Lạt chuyên canh các loại rau ăn lá từ nhiều năm nay. Để nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, thời gian gần đây, ông Quang đã đầu tư trồng gần một xào bó xôi theo quy trình canh tác nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh việc sử dụng giống chất lượng có nguồn gốc rõ ràng, nhà nông Nguyễn Văn Quang không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ. Thay vào đó, ưu tiên sử dụng phân chuồng được ủ hoai mục để bón lót. Song song đó, nguồn nước tưới cũng phải đúng theo quy định, kết hợp làm cỏ và cắt tỉa lá già, loại bỏ cây bệnh, lá bệnh nhằm tạo sự thông thoáng, hạn chế các đối tượng gây hại trong vườn. Nhờ áp dụng tương đối đồng bộ quy trình canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ nên chất lượng bó xôi đảm bảo, năng suất đạt từ 1,2 đến 1,4 tấn một sào một vụ. Chủ vườn chia sẻ, để có được những vụ bó xôi được canh tác theo hướng hữu cơ, đạt năng suất và chất lượng. Bên cạnh những giải pháp nói trên, nhà nông cần phải chú ý đến việc luân canh các loại cây trồng khác họ nhằm giảm mầm bệnh tồn dư trong đất có thể lây lan và hại cây trồng. Rõ ràng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đầu tư nông nghiệp theo quy trình công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để ổn định năng suất và chất lượng nông sản, có phần nâng cao thu nhập mà vẫn tạo tính bền vững cho môi trường canh tác là vấn đề hết sức cần thiết. Chính tầm quan trọng đó mà nhiều địa phương trong tỉnh đã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Cụ thể là tại huyện Đạ Oai, với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xã hội cửa ngõ phía nam của tỉnh, địa phương này đã ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu đến năm 2025, địa phương này sẽ có khoảng 5.000 hecta sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, huyện Đạ Oai đã đề ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh đối với sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, khai thác lợi thế so sánh về vị trí địa lý để thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Song song đó, thực hiện các chương trình trọng tâm, bao gồm xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, quảng bá phát triển thương hiệu sản phẩm và đẩy mạnh chế biến xuất khẩu nông sản chủ lực của huyện. Phấn đấu đến năm 2025, Đạ Oai có trên 5.000 hecta ứng dụng công nghệ cao, chiếm từ 36 đến 37% diện tích đất nông nghiệp. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 140 đến 145 triệu đồng trên một hecta. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, việc đầu tư phát triển các loại cây trồng vật nuôi thế mạnh còn góp phần rất lớn giúp các địa phương tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách toàn diện và bền vững. Cụ thể là tại huyện Đơn Dương, địa phương chuyên canh tác loại nông sản ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện chủ trương định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Đơn Dương đã chú trọng việc chuyển đổi diện tích canh tác cây trồng kém hiệu quả kinh tế sang trồng rau, hoa, cây dược liệu. Đến nay, tổng diện tích sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao của huyện Đơn Dương là 10.900 ha, chiếm trên 92% diện tích đất canh tác rau hoa toàn huyện. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2021, nông dân địa phương đã chuyển khoảng 20 ha lúa một vụ sang trồng cây rau thương phẩm. Trong đó, bà con đã đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật canh tác trên giá thể tại những khu vực có điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi để tận dụng lợi thế về khí hậu, thời tiết trong khu vực, giúp nông dân ổn định thu nhập.
Hiện giá trị bình quân của sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao ở Đơn Dương đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Đặc biệt có những mô hình được đầu tư hoàn thiện, thu nhập đạt trên 1 tỷ đồng một hecta một năm. Hiệu quả kinh tế khả quan đã khuyến khích nhiều nhà vườn tìm hiểu và nhân rộng những mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nông nghiệp được đầu tư theo hướng thông minh. Hiện trên địa bàn huyện Đơn Dương đã có 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận, trong đó có 2 vùng sản xuất công nghệ cao được công nhận tại xã Lạc Xuân và Lạc Lâm với gần 290.000 hecta, một vùng chăn nuôi bò sữa tại xã Tu Tra và xã Đà Ròn. Khi tăng cường đầu tư nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, năng suất và chất lượng nông sản sẽ được nâng lên. Đó là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành các hình thức liên kết sản xuất. Và để giúp cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản và kiểm soát chất lượng theo chuỗi an toàn, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có huyện Bảo Lâm, đã xây dựng 13 chuỗi giá trị liên kết sản xuất trong nông nghiệp với sự tham gia của 8 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và hàng ngàn nông hộ tại địa phương. Trong thời gian qua, huyện Bảo Lâm đã tập trung triển khai quy hoạch tổng thể nông nghiệp, các vùng sản xuất cà phê, chè, cây ăn trái an toàn, đặc biệt xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm an toàn. Theo đó, đối với cây chè, huyện Bảo Lâm đã hình thành các vùng sản xuất chè cành cao sản TB14, chè LD97, chè chất lượng cao, vùng chè ứng dụng công nghệ cao tại xã Lộc Tân với diện tích 377 ha và thị trấn Lộc Thắng, Lộc Quảng. Song song với đó, hình thành các vùng sản xuất cà phê năng suất và chất lượng cao như giống TR4, TR9, TR11, giống cà phê Thiện Trường, Xanh Lùng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lộc Đức với diện tích 300 ha. Còn với các loại cây ăn quả, huyện Bảo Lâm đã quy hoạch vùng trồng bơ, sầu riêng, mang cụt tại thị trấn Lộc Thắng và các xã Lộc An, Lộc Đức. Vùng trồng rau nuôi tầm được xác định tại một số địa phương có truyền thống như xã Lộc Tân, Lộc Đức, Lộc Nam với diện tích 380 ha, sản lượng kén đạt gần 550 tấn. Hình thành các vùng chuyên canh các loại cây trồng thế mạnh như thế vừa giúp nhà nông phát triển sản xuất, vừa tạo điều kiện thuận lợi để bà con tham gia các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản. Vâng, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, tham gia liên kết, nhất là liên kết thông qua các hợp tác xã, đang dần trở nên phổ biến tại nhiều địa phương trong cả nước. Thực tế cho thấy hợp tác xã chính là hình thức liên kết mang lại nhiều kết quả khả quan, vừa giúp người nông dân tìm đầu ra, vừa hỗ trợ bà con thông tin và nhiều quy trình canh tác tiên tiến. Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc phải tạm dừng hoạt động. Các hợp tác xã hoạt động theo luật mới cũng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên cũng không nằm ngoài sự tác động nói trên. Song với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đặc biệt là việc đề xuất chính phủ ban hành Nghị định 45 về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển, dù hợp tác xã sẽ được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Tại huyện Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình, trước đây người dân nuôi ong tự phát, giá bán mực rất thấp và bấp bênh. Từ khi thành lập hợp tác xã nuôi ong, sản phẩm của các thành viên được xây dựng thương hiệu, gắn nhãn mác xuất xứ, bán được với giá cao hơn nhiều. Tuy nhiên, hơn một năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các thành viên hợp tác xã bị tồn hàng ngàn lít mực. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thượng Bì của tỉnh Hòa Bình cũng gặp khó khăn tương tự. Trước đây trung bình mỗi ngày thu về từ 10 đến 15 triệu, thì nay có ngày chỉ thu được 1 đến 2 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc kết nối với các kênh phân phối, nên dù có khó khăn thì nhiều hợp tác xã vẫn đang duy trì sản xuất tốt, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Mới đây, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam còn đề xuất chính phủ ban hành Nghị định 45 về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đây là quỹ ngoài ngân sách và hướng đến hỗ trợ các thành viên hợp tác xã, khu vực kinh tế tập thể được tiếp cận nguồn vốn vay nhanh chóng thuận lợi. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ phải ngừng hoạt động, thì cả nước vẫn có hơn 640 hợp tác xã và hơn 1.300 tổ hợp tác thành lập mới trong 5 tháng đầu năm nay. Đây là tín hiệu cho thấy hệ thống hợp tác xã cả nước đang nỗ lực vượt khó hiệu quả. Chuyển sang một số thông tin về thị trường nông sản. Thưa bà con, gạo và dưa hấu là những loại cây trồng được bà con nông dân tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Lâm Đồng chúng ta đầu tư, phát triển. Những ngày gần đây, giá của hai loại sản phẩm nông nghiệp nói trên không ổn định, thậm chí là giảm vào một số thời điểm. Chi tiết sẽ có ngay sau đây, mời bà con cùng theo dõi. Những ngày gần đây, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có xu hướng giảm, với gạo TBIJ504 giảm xuống còn 8.400 đồng một kg. Gạo NLIJ504 giá 7.650 đồng trên 1 tấm 1, ở mức 7.100 đồng đến 7.200 đồng. Và cám vàng 7.350 đồng đến 7.400 đồng một kg.
Còn với trái dưa hấu, do có thời gian canh tác ngắn ngày, nên mỗi năm nông dân trồng dưa hấu ở xã Vĩnh Thành, An Giang có thể sản xuất từ 4 đến 5 vụ. Tuy nhiên, giá cả không cố định, dao động theo thời giá thị trường. Thời điểm hút hàng, giá dưa từ 6.000 đồng đến 7.000 đồng 1 kg, nhưng có lúc chỉ còn 2.500 đồng 1 kg. Giá bán dưa thấp còn bị thương lái ép giá, xem như thua lỗ. Thưa bà con nông dân, khác với lúa, gạo và dưa hấu, những ngày gần đây thì giá nhiều mặt hàng rau củ quả của nông dân Lâm Đồng có chiều hướng tăng trở lại. Đó là một tín hiệu vui với bà con nông dân khu vực chuyên canh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, vấn đề then chốt vẫn là chất lượng nông sản phải đảm bảo. Cùng với đó, kế hoạch sản xuất của nông dân phải phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cung vượt cầu rất dễ xảy ra nếu bà con nông dân tăng cường mở rộng diện tích sản xuất. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương trồng rau củ quả chủ lực của cả nước. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng canh tác gần 40.900 ha rau củ quả các loại với sản lượng đạt gần 840.000 tấn, bằng 32% kế hoạch năm và bằng 95,7% so với cùng kỳ. Phần lớn các loại rau Lâm Đồng tiêu thụ tại thị trường nội địa. Nhân tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ nông sản khó khăn. Cụ thể là cà chua trong tháng 3 năm 2021 giảm mạnh, giá dao động từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhưng giá cà chua không bị ảnh hưởng. Ngược lại, giá còn tăng, có lúc đạt mức 17.000 đồng một ký. Hiện nay, giá cà chua ở mức 10.000 đồng một ký. Tương tự cà chua, một số loại nông sản như cải thảo, xà lách, củ dền ít bị ảnh hưởng và duy trì giá khá ổn định. Cụ thể, cải thảo 1.000 đồng một ký, xà lách lô lô xanh 4.000 đến 5.000 đồng một ký, xà lách cuộn 6.000 đến 7.000 đồng một ký, xà lách coron 7.000 đồng một ký, củ dền 2.000 đồng một ký. Nhiều nhà vườn cho biết, để ổn định sản xuất trong bối cảnh hiện nay, bà con nông dân tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đổi mới đầu tư nhằm ổn định năng suất và nâng cao chất lượng nông sản cung ứng cho bàn hàng. Kỹ thuật thì mình cũng phải là nắm bắt và mình đi tìm học hỏi, thì nói chung coi nào thì nó cũng có chỉ có cái bệnh và nguyên liệu là mình phải nghiên cứu là trong đất của mình là cái đất của mình là như thế nào, sạch hay không mình mới làm được. Chứ còn mà thí dụ đất mà nhiễm về hóa học tất cả những cái môi trường khác thì mình không có thể mình làm được. Mình chịu khó những cái dòng nước của mình phải đi test, rồi cái đất của mình phải đi thử, rồi cái coi của mình nó phù hợp như thế nào. Cùng với những nỗ lực của bà con nông dân, các địa phương, tỉnh Lâm Đồng vừa ký kết phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Thông qua việc ký kết nói trên, Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 có 85% các loại nông sản thực phẩm chủ lực của tỉnh tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn. Cùng với giải pháp đó, các địa phương trong tỉnh còn khuyến khích bà con nông dân tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ưu tiên tham gia các hình thức liên kết sản xuất nhằm ổn định năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, tham gia hiệu quả chuỗi sản xuất cung ứng nông sản. Hiện toàn tỉnh có 32 cơ sở được cấp giấy chứng nhận tham gia đề án chuỗi thực phẩm an toàn thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với sản lượng rau củ quả là trên 62,5 ngàn tấn một năm. Chúng tôi cũng đã quan tâm và định hướng cho từng thôn để phát triển, như là khu vực của thôn Quảng Hiệp, Bắc Hội, Phi Nôm thì phát triển về cái rau công nghệ cao. Và địa phương cũng đã chú trọng về việc đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp có trình độ năng lực nhằm đáp ứng cái việc phát triển áp dụng công nghệ cao. Hy vọng với những giải pháp nói trên, nông sản Lâm Đồng sẽ có đầu ra ổn định hơn. Đó là tiền đề để khuyến khích các nhà nông tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp ngày càng hiệu quả và hiện đại. Thông tin nông nghiệp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây, Hải Yến và Xuân Long xin nói lời chào tạm biệt.